Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 11 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái tính chất thứ hai trong cái bài đầu tiên về hình học không gian nha các bạn. Tính chất thứ hai thì đối với trong mặt phẳng thì mình biết rằng qua ba điểm bất kỳ không không thẳng hàng thì mình sẽ không kẻ được một đường thẳng. Được chưa? Qua ba điểm bất kỳ thì tôi sẽ không kẻ được một đường thẳng đi qua ba điểm này. Thì trong hình học không gian người ta nói rằng qua ba điểm bất kỳ không thẳng hàng thì tôi sẽ vẽ hay còn gọi là kẻ được một mặt phẳng alpha chứa a, b và c. Được chưa? Cứ qua ba điểm tôi sẽ vẽ, vậy là a thuộc mặt phẳng alpha, b thuộc mặt phẳng alpha, c thuộc mặt phẳng alpha. Được chưa ạ? Cứ qua ba điểm bất kỳ không thẳng hàng thì tôi sẽ kẻ được một mặt phẳng. Ok chưa? Đó là cái tính chất thứ hai. Còn nói nôm na muốn chứng minh ba điểm này đồng phẳng hay còn gọi là cùng thuộc mặt phẳng thì ta chỉ cần chứng minh đường AB, đường BC nằm trong mặt phẳng alpha cũng được. Được chưa? Đó. Hình dung chưa? Bây giờ muốn chứng minh hai đường này nằm trong mặt phẳng thì chỉ cần chứng minh A, B, C thuộc mặt phẳng thì hai cái đường này nó cũng thuộc mặt phẳng. Được chưa? Hai điểm cùng thuộc mặt phẳng thì suy ra cả cái đường thẳng nó cũng thuộc mặt phẳng nha các bạn. Cứ hai điểm thuộc mặt phẳng thì cả là hai điểm thuộc mặt phẳng thì cái đường đi qua hai điểm đó luôn luôn nằm trong mặt phẳng. Nhớ điều đó. Vậy là mình sẽ có lý thuyết là gì? B thuộc mặt phẳng alpha, C thuộc mặt phẳng alpha. Thì từ đây tôi suy ra được đường thẳng BC cũng chứa trong alpha, chứa chứ không phải thuộc nha các bạn. Đường là chứa, hay nói nôm na thì các bạn để biết thuộc hay chứa thì các bạn phải học về cái bài tập hợp. Tập hợp là gì? Phân tử thì thuộc, còn tập hợp con thì chứa. Đường thẳng thì có rất là nhiều phần tử nên người ta gọi là đường thẳng là tập hợp con thì chứa. Được chưa? Còn B chỉ có một điểm duy nhất thôi, một điểm B thôi, người ta gọi là phần tử. Được chưa? Đó là định lý gọi là tính chất thứ hai nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 11 nha. Các bạn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau. Bye bye.